Bà Jen hôm nay làm cái gì mà vừa có nụ hoa hồng, vừa có nụ hoa mẫu đơn, vừa có mấy cái chai lọ giống như là trong phòng thí nghiệm vậy đó, rồi còn siêu đẹp lung linh nữa cơ. Đến với cái bước này là nhìn rụng tim, sao mà đẹp dữ vậy nè. Xem đến đây mọi người đoán được là Jen làm cái gì chưa? Mấy bà con gái thì chắc là đoán được rồi, nhưng mà mấy ông con trai thì chưa đâu nha. Đây chính là một bộ làm son cổ trang đó mọi người. Trời đất ơi, ta nói mới nghe mà đã thấy ghiền rồi đúng không? Ngày xưa thì đâu có mấy cái thỏi son tiện lợi giống như bây giờ, cho nên là mấy chị đẹp cổ trang á phải có những cái tờ giấy son môi để mà ngậm vô trong môi. Trời ơi, không biết có ai mà xem phim kiếm hiệp mà thấy mấy cái chị đẹp đó trang điểm xong rồi ghiền như tôi không? Mà mấy cái son môi của ngày xưa đã ghê, toàn làm là từ hoa không à. Cái nụ hoa vàng vàng này chính là hoa bách hợp nha, còn đây chính là hồng Đà Lạt. Nụ tròn tròn xinh xinh như thế này đó chính là mẫu đơn, và có rất rất là nhiều những cái cánh hoa hồng nữa. Bây giờ thì bắt tay vào làm thôi. Xé hoa khô ra và cho vào cái ly thủy tinh như thế này. Làm mấy cái này là cứ sử dụng mấy cái đồ thủy tinh cho tôi, bảo đảm là đẹp mê ly. Bây giờ thì Jen sẽ đổ nước sôi vào để cho những cái cánh hoa nó được ra những cái hương thơm cũng như là những cái màu sắc của những bông hoa. Đây chính là một cây đũa thủy tinh mà tôi vừa mới đặt về đó mọi người, trông có xinh không? Nhìn tới cái bước này là mê ly luôn á mọi người. Trời ơi, ta nói nó đẹp, nắng chiếu vào từng cánh hoa, rồi còn cái độ lấp la lấp lánh của mấy bông hoa nữa. Trời ơi, ta nói siêu mê nha. Sau khi mà mình đã cho cánh hoa vào nước sôi thì bây giờ mình sẽ đi đun cách thủy cho đến khi mà cái hỗn hợp của mình nó đã nóng và sôi lên như thế này. Bây giờ thì tôi sẽ lọc những cái cánh hoa này ra, chỉ giữ lại cái phần nước thôi nha mọi người. Tới cái bước này là Jen nói với mọi người á là cái mùi thơm á nó thoang thoảng dễ chịu lắm luôn. Đi kèm trong cái bộ này chính là những cái thành phần để mình có thể làm son cổ trang. Đầu tiên đó chính là dung dịch ngọc trai, nhỏ vào đây mấy phát là trời ơi, ta nói nhìn nó xà cừ lấp la lấp lánh, nhìn đã hết sức ghê không mọi người. Với một cái đứa mà siêu mê những cái độ lấp lánh như mình thì nhìn cái này phải nói là mê ly. Tiếp theo là mình phải cho vào đây cái gel hoa hồng. Nói chung là Jen mua nguyên một cái bộ để làm son cổ trang, cho nên là người ta kêu làm cái gì là mình làm theo y như vậy, chứ cũng không biết là chính xác là bỏ cái này bỏ cái kia vô để làm cái gì hết đó mọi người. Và bước cuối cùng là mình sẽ cho màu vào nha. Không lẽ giờ làm xong môi màu vàng đúng không mọi người? Đầu tiên thì mình sẽ cho vào màu khoáng, có cái màu nâu đỏ nè. Nhưng mà cái khúc này ta nói su ơi là su nha, lỡ tay cho nhiều cái màu nâu đỏ quá đi, cho nên là mình cho vào một ít màu hồng đào để lấy lại cái độ hồng tươi cho cái em son. Khuấy thật đều và sau đó đổ ra một cái khay. Nhưng mà như mọi người đã thấy đó, đó chính là mình đã cho hơi lố cái màu nâu đỏ, cho nên là cái son của mình nhìn nó hơi trầm á mọi người. Son cái này vào không biết là sẽ thành cô tỷ tỷ hay là sẽ thành lý mạc sầu đây. Đi kèm với cái set này đó chính là những cái tờ giấy như thế này nè, xong rồi mình sẽ thấm trong cái hỗn hợp son môi, và sau đó thì mình sẽ dùng một cái nhíp để gấp ra dàn trên một cái bề phẳng để phơi khô nha mọi người. Nói chung là tôi cũng không có đầy đủ dụng cụ, cho nên là sử dụng luôn cái nhíp bình thường nè, xong rồi lấy mấy cái nắp chai nắp lọ ra để làm mấy cái công đoạn này. Mà khi mà nhúng những cái tờ giấy như thế này, không những là nhúng một lần nha mọi người, mà phải nhúng nhiều lần để cho cái lớp màu của mình nó lên thật là đậm. Chứ theo như mọi người thấy là nếu mà mình nhúng một lớp màu á thì cái tờ giấy son môi của mình nó trắng phóc à, thì làm sao mà nó son được lên màu. Và ta da, đây chính là kết quả. Sẵn sàng chưa? Mở ra cho mọi người xem cái bộ son môi cổ trang của mình. Mình đã làm được 3 tờ son môi nè mọi người. Theo như đánh giá khách quan thì Jen thấy là mình vẫn làm chưa có thành công, nó hơi pheo pheo một tí xíu đó mọi người, bởi vì màu nó lên chưa có chuẩn, chưa có rực rỡ tí nào. Nhưng mà không sao hết, do đây là lần đầu tiên trải nghiệm cho nên là cái việc hơi pheo cũng là một cái việc bình thường. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái son môi cho mọi người xem nha. Đó, lúc đầu là nhìn cái môi của Jen nó khá là nhợt nhạt. Bây giờ mình sẽ ngậm cái tờ giấy này vào giữa môi của mình để xem là nó sẽ lên màu như thế nào nha. Mọi người nhớ là bậm bậm môi một tí xíu rồi mới lấy ra nha mọi người. Lúc này là tôi hồi hộp lắm luôn, không biết là mình có thành công không. Ta-da! Mọi người thấy có khác gì hay không? Còn mình á thì mình chỉ thấy là cái môi của mình nó rạng rỡ hơn một tí xíu thôi mọi người, chứ cái màu nó không có lên đậm và rực rỡ. Mọi người nhìn xem cái hộp cổ trang này siêu đẹp luôn á. Đây chính là cái lần đầu làm cho nên là cũng hơi phê phê một tí, nhưng mà lần sau thì Jen sẽ sửa lại cho nó đẹp hơn. Mọi người nhớ là đăng ký kênh để đón chờ video làm son môi lần sau của Jen nha. Nhớ like video, đăng ký kênh nữa đó nha.